Ngày 26 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Phú khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã lớp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026, đến dự có ông Trần Hòa hợp, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú. Tham gia lớp bồi dưỡng có 125 học viên là các đại biểu hội đồng nhân dân các xã thị trấn. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2022, các học viên được học tập các chuyên đề gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã kỹ năng giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã kỹ năng thuyết trình thảo luận tranh luận của đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã kỹ năng tiếp xúc cử tri tiếp công dân của đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã phát biểu tại lễ khai giảng ông trần hòa hợp chủ tịch ủy ban nhân dân quyền an phú nhấn mạnh hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc quyết nghị các vấn đề lớn về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp. Để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, đòi hỏi trách nhiệm từng đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng để trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là việc làm cần thiết và quan trọng. Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyền An Phú đề nghị Ban quản lý lớp phân công cụ thể thành viên theo dõi, giám sát quá trình tổ chức lớp học, cụ thể về giờ giấc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kịp thời báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân quyền để tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho lớp học đạt hiệu quả cao nhất. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các buổi học, ghi chép và tiếp thu đầy đủ các nội dung truyền đạt, vận dụng linh hoạt sáng tạo khôn khéo trong hoạt động thời gian tới.